Vâng, em xin chào cô bác và anh chị nha. Tiếp tục hôm nay thì em xin giới thiệu đến cô bác và anh chị một lô đất rất là đẹp luôn. Cái đồi giải đồi rất là bằng các bác nhá. Đồi rất là bằng. Đất này toàn thuộc về xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Có diện tích là hơn 2 héc nha các bác, hơn 2 héc. Sổ thì có 1 héc 9 nha các bác, khoảng 1 héc 9. Và bên nó nằm cạnh một cái rừng thông luôn, rừng thông của nhà nước. Đó. Thì đây là cái mặt đường bê tông này. Mặt đường bê tông của mình, tức là cái đường này đi vào trong đây, nhà mình. Và nhà dưới này là hết đường nha các bác, là hết đường. Thì tính được cái mặt đường bê tông thì mình từ đầu này qua tới bên này thì mình được khoảng là hơn 40 mét mặt tiền đường bên ngoài. Còn đường còn lại là đường trong đất của mình đi thẳng vào trong nhà mình nhá. Đó, đất của mình là đã rào kín 100% là kẽm gai như thế này nhá các bác. Đó, kẽm gai rào kín 100%. Bên cạnh đây là một cánh rừng thông của nhà nước rất là rộng lớn luôn. Đường này sẽ chạy ra tới trung tâm trường chợ của Hoài Đức á, thì mất khoảng là hai cây số, hơn hai cây số một chút nha các bác. Và chạy ngược vào trong thì nó tới trung tâm trường chợ của xã Tân Thanh thì mất khoảng là hơn 2 cây nhá. Đó, hơn 2 cây. Đường thì nó toàn bộ là đường ô tô hết. Trước nó là đường đất, nó rất là khó đi. Nhưng hiện trạng là đã được đổ đường bê tông như thế này rồi. Nên là ô tô vào thoải mái, rất là dễ dàng. Đó, từ Hoài Đức đi vào hay là từ Tân Thanh đi vào, hướng đường nào nó cũng đều thông, cũng đều đi lại rất là dễ dàng. Đây là cái rừng thông của nhà nước. Trong này rất là mát mẻ luôn. Đó, một cánh rừng thông rất là lớn nhá. Còn lại chỗ này, đất của mình là ranh giới rất là rõ ràng, 100% là được rào kín đất nhá. Đó, dưới đây còn những cái khu vực dân cư ở dưới này nữa. Đất nhà người ta ở dưới này cũng rất là nhiều. Lô đất của mình đây là có 400 mét thổ cư, có nhà nhỏ nhỏ, nhà xây nhỏ nhỏ trong này nhá. Hiện trạng ở phía trên này thì đâu đó được khoảng là 4 đến 5 sào thì người ta đang trồng chanh dây, trồng mát mát này. Đó. Và bơ, vài cái bơ như thế này, bơ 034 nhá. Cổng kiếc này. Cổng rào là hết rồi. Đó. Đây, được rào hết phía bên trong. Đây là những cái quả chanh dây, quả mát mát này các bác. Được nằm trên cái quả đồi bằng rất là đẹp nha. Đấy, trải dài giáp danh với cánh rừng luôn. Ở dưới này rất là đẹp luôn. Đấy, chanh dây này. Chanh dây người ta mới xuống rồi, xanh tốt. Đi vào phía trong nữa thì của mình là đã có những cây bơ ghép, người ta chặt để người ta ghép này các bác. Ghép này, chặt đi và ghép. Phía dưới này là toàn bộ là sầu riêng được thu chính hết nha. Gần 100 cây sầu riêng là thu chính hết. Còn lại những cái cây sầu riêng con và bơ, bơ nhỏ thôi, người ta mới xuống. Bơ đây thì ghép hết. Đây sầu riêng đây. Vườn sầu riêng của mình toàn bộ là cây lớn hết, thu chính hết. Rất là đẹp luôn. Đấy, giải đất của mình bằng lại rất là đẹp nha các bác. Ở đây nhìn view xung quanh các thứ luôn, rất là thoáng, view xa view gần. Đây, những cái chỗ này thì người ta có trồng bơ này, trồng bơ, có sầu riêng con như thế này nữa này. Đó, sầu riêng con này, với bơ này. Đó, toàn bộ là sầu riêng rất là đẹp nhá. Với cái lô đất này thì người ta đang bán với cái giá cũng khá là rẻ trong khu vực nha. Chỉ có 400 triệu trên 1.000 mét vuông trên một sào thôi các bác. Đó, bơ 034 này. Rồi sầu riêng thu chính nha các bác. Tổng diện tích là hơn 2 héc. Trong sổ thì hơn 1 héc 9. Đó. Đây. Ở dưới đây là mình có một cái ao nước nha các bác. Ao nước là tưới thoải mái luôn. Như em bay flycam em vẽ rất là rõ về cái lô đất của mình nhá. Đấy, đây là cái đường đi vào nhà của mình đây. Đây, một căn nhà xây của mình, nhà nhỏ thôi.
mình có thể ở tạm được. Đó, toàn bộ như bác thấy này, sầu riêng là rất là đẹp luôn. Thu chính hết nha. Đấy, hàng rào bờ biên là người ta kín hết 100% này. Chuối này, bơ này, chuối này, chuối có buồng hết rồi. Đấy, những cái cọc này là có bơ, có sầu riêng là người ta làm hết như thế này nha. Đấy, sầu riêng con, sầu riêng nhỏ, bơ nhỏ đều có hết. Với cái giá này thì mình có thương lượng nhẹ nha các bác. Vẫn còn đang còn thương lượng nhẹ cho mình. Mà giá này cũng đã khá là rẻ rồi. Với một vườn cây ăn trái thu chính như thế này. Đó, nhà cửa này. Đằng sau có một cây cau. Đó. Đấy, ở dưới đây thì nó hơi dốc một tí. Nhưng mà không có ảnh hưởng gì, nó cũng bằng lài đẹp luôn nha các bác. Nó lài lài á. Toàn bộ sầu riêng đây. Đấy. Dưới đây là mình có một cái những xung quanh bờ ao của mình là những cái bụi tre rất là lớn nha. Đó, bụi tre đấy thì mình có thể mình khai thác, mình làm nhà sàn cũng được. Rất là đẹp. Mà bờ xung quanh bờ ao á là rất là nhiều tre luôn. Đó, trong đây thì rất khá là yên tĩnh. Nghe tiếng máy nổ các bác. Máy này người ta đang tưới. Đây, nhà cửa này. Nhà giờ người ta để làm cái nhà kho thôi. Trước người ta có ở đây mà giờ người ta để làm nhà kho thôi. Bơ đu đu. Ở đây thì rất là mát luôn. Mà nhìn ra đây là nhìn cái nhà mình nhìn ra rất là thoáng nha các bác. Rất là thoáng luôn. Đó. Đây trước người ta ở có cả bếp này, nhà tắm này. Đó. Sân sướng này. Rồi. Đây. Cái cây toàn là cây sầu riêng lớn thôi. Đó, bán là bán toàn bộ cho lô đất này nhá. Và là mình có 400 mét thổ cư luôn. Đó, thổ cư sẵn là 400 mét. Dưới đây thì người ta có bơ rất là nhiều nhá. Bơ người ta ghép hết này. Và trong đó là có cà phê tơ nhá các. Cà phê tơ, có cà phê tơ thu chính luôn. Thu chính gồm có bơ, cà phê và sầu riêng. Đó, có cả đu đủ thu chính luôn này. Đấy, đu đủ này. Đó, thì đất của mình là thuộc về xã Tân Thanh. Ở đây thì nó là đầu của Tân Thanh nha. Nó giáp với xã Hoài Đức. Đầu Tân Thanh và cuối Hoài Đức. Đó. Thì giá người ta đang đưa ra là 400 triệu trên 1.000 mét vuông. 2 hect thì 2 hect thì nó ra là khoảng là 8 tỷ, hơn 8 tỷ nha các bác. Đó. Thì các bác vào mình thương lượng với chủ đất thôi. Đây, toàn bộ là bơ này. Bơ này, trên kia là sầu riêng nhỏ cũng xuống này. Đó, nó xen hết rồi. Xen hết này. Bơ đây người ta cũng ghép này. Đấy, bơ này bơ ngày xưa mà bây giờ người ta cũng ghép vào này. Đó, toàn bộ luôn. Rất là đẹp mà trong khi đó người ta cũng rào khép kín hết 100% này. Đây, hàng rào này. Đó, không một... ranh giới nó thì nó rất là rõ ràng rồi. Đấy, sầu riêng toàn bộ. Rất là đẹp luôn. Mà cái giải đất của mình là trên này đồi bằng nó triền lại rất là đẹp nha các bác. Đó, rất là đẹp luôn. Phát cỏ đi thì cái vườn của mình sạch sẽ tinh tươm thì nhìn rất là dễ chịu. Đó, toàn bộ sầu riêng các thứ. Các bác quan tâm thì liên hệ qua cho em nhá. Đất của mình là thuộc xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Sẵn sổ và có 400 mét thổ cư. Vườn rược cây ăn trái, view vô là đầy đủ. Nhà cửa có sẵn ở tạm. Đó, còn đây vườn rược cây trái là đầy đủ hết rồi. Thu chính hết rồi. Và ao nước là đầy đủ nhá. Ở dưới ao nước là mình có một cái máy nổ nha các bác. Máy nổ tưới nước, đường xe cộ, ô tô vào tận nơi. Chạy ra khu vực tiện ích thì chỉ có 2 cây số thôi. Ra tới tỉnh lộ đó các bác. Rào kín khép vườn. Kín vườn rồi. Khép kín hết rồi. Đó, rồi các bác quan tâm thì liên hệ qua cho em.
Em cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi nha.